Đối với bài 2 thì chúng ta chỉ có hiển thị lên thôi. Còn bài 3 thì chúng ta truyền tham số từ cái Java sang cái frontend. À, là cái chỗ này người ta đang nói là mô hình MVC, thì chúng ta chọn chuyển từ model lên view. Như vậy chúng ta sẽ viết thứ nhất là cái file Java, thứ hai là cái view của chúng ta là cái file JSP. File JSP này nó gần giống với HTML, CSS. Và trong này người ta cần là Home Servlet và Index. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ tạo ra ở đây New một cái class và chúng ta chọn là Home Servlet. Rồi cùng cái package cũ luôn. Và ở dưới main này, dưới trong cái phần mà web app, các bạn vào trong web app, các bạn chọn new một cái folder là view. View chúng ta nên để là có s bởi vì nhiều file ở bên trong. Trong view này, các bạn sẽ new cho thầy một cái file JSP. File JSP. Và chúng ta đặt cái tên file là index.jsp. index.jsp. Thì ở trong này nó đã tạo cho mình được là index.jsp và cái chuẩn để mà mã hóa cái ký tự bên trong. Người ta đang để là ISO. Thì mình muốn nó hiển thị tiếng Việt thì tí nữa chúng ta sẽ đổi cái này lại thành một cái khác. Bây giờ chúng ta sẽ ghi vô đây, ví dụ H1. Chào mừng đến với Servlet. Mình cố tình cho tiếng Việt vào. Bây giờ các bạn lưu thì nó sẽ hỏi là trong này có tiếng Việt, có lưu với UTF-8 không? UTF-8 là bản cái đoạn code của Unicode dành cho tiếng Việt của chúng ta. Bây giờ ở bên cái trang Home Servlet, chúng ta gọi đến cái trang Index thì chúng ta gọi như thế nào? Chúng ta cũng kế thừa từ HTTP Servlet. Chúng ta cũng dùng DoGet. DoGet. Trong DoGet này, lúc nãy đối với bài kia thì chúng ta chọn là Respond. Respond. Còn bây giờ chúng ta sẽ chọn Request. Khác nhau ha, một cái Respond, cái Request. Và chỗ này chúng ta dùng phương thức là Get Request Dispatcher. Đây, chỗ này cái phương thức của chúng ta Get Request Dispatcher. Thì thay vì chúng ta viết đầy đủ, các bạn viết là Get RD, là chúng ta đã tiếp cận được cái phương thức này rồi. Double click. Chỗ này các bạn sẽ chỉ cái đường dẫn đến cái view của chúng ta. Xịt view xịt index.jsp. Và ở phía sau đừng quên chấm forward. Bạn phải forward nó mới chạy được. Còn nếu mà bạn không forward là nó không được ha. Chấm phẩy. Như vậy lúc nãy đối với lại cái Hello Servlet là vô đây chúng ta ghi cái chuỗi này ra, không có chuyển đi đâu cả. Còn đối với Home Servlet thì chúng ta chọn Request Get Request Dispatcher đến cái file View Index. Thì khi các bạn chạy cái file Java này, nó sẽ mở đến thư mục View Index.jsp. Và chỗ này chúng ta nhớ thêm cái notation vào Web Servlet, mở ngoặc tròn, mở nháy kép. Mình xem bên này người ta gợi ý cho mình cái Servlet là gì. Home
index thì mình cứ làm giống đi, rồi từ từ mình sẽ hiểu. Đối với bài đầu tiên các bạn chưa cần hiểu, chạy cho nó được cái đã, bởi vì sau này các bạn hiểu cũng không có muộn, bởi vì sau này lỗi chỗ này rất nhiều, cho nên cứ yên tâm đi, cứ gõ cho giống đi, cho chạy đi đã. Run. Rồi, thấy chuyện gì đây? Chào mừng đến với Serverless. Lỗi tiếng Việt đúng không? Nãy mình nói là gì? Tiếng Việt mình lưu với cái mã gì các bạn? À, UTF-8. Thì chỗ này chúng ta sẽ đổi cái này. UTF-8. Đổi thành UTF-8 ha. Và chúng ta đổi với chỗ này luôn. UTF-8. Đây, UTF-8. Lưu lại. Chạy lại cái home serverless. Rồi, chúng ta đã có được tiếng Việt, có dấu, không bị lỗi. Như vậy, chúng ta đã làm xong cái bài lab 1 bài 3. Lab 1 bài 3. Lab 1 bài 3 của chúng ta là nó có phần model chúng ta viết ở trên home servlet, phần view chúng ta viết ở index.csv, và chúng ta kết nối hai cái file này lại thông qua cái phương thức request get request dispatcher, đưa cái đường dẫn vào. Các bạn thấy là có nhiều cái mới nhưng mà thực chất nó cũng không quá khó. Không quá khó. Quen tay hay làm là chính. Cho nên đến bạn nào mà nói giờ em không biết code gì thì chịu khó xem lại video. Và đến 2-3 lần không được thì 4-5 lần. 4-5 lần không được thì 20-30 lần rồi cũng được. Chứ các bạn nói là em dở lắm, em học dở lắm, không dở. Cái này mình chỉ có làm lại thôi mà. Khi nào mà mình rành, mình quen tay rồi lúc đó mình bắt đầu mình làm cái gì đó mới. Chứ còn bản thân cái chuyện mà quen tay các bạn còn chưa làm được nữa thì làm sao các bạn học giỏi được. Phải cố gắng thôi. Chịu khó tí xíu.